đây máy ghe thu mua rồi các bạn ơi. Đó. Bình Thuận ghe Bình Thuận kia mọi người, hồi bữa bạn kia kêu là mình quay ghe Bình Thuận nhưng chưa có cơ hội quay đó, Bình Thuận đó. Hello, chào mọi người đến với kênh Cuộc Sống Ven Biển của mình tiếp nha các bạn. Hôm nay mình lên đây quay cho các bạn xem ghe xuống nước và chạy về cảng, coi nổ máy như thế nào nha. Ghe đây là nhậu con cỡ còn rồi các bạn. Đây là ghe lưới nè mọi người. Ghe đầu bữa mình có quay cho các bạn xem cảnh bán cá rồi các bạn. Đó, chữ Bình An đó, các bạn có thấy không? Đây mới cúng chuẩn bị xuống nước. Thường là ghe người ta lấy nhậu là người ta phải cúng nha các bạn. Lấy nhậu khi xuống, trước khi xuống nước là cúng, còn trước khi chạy biển cũng cúng luôn. Rồi nhìn sao qua cái ghe đây là nó dài khoảng cỡ 22m nha các bạn. Nó ngang cỡ 6m2. Đóng năm 2018 ở Quảng Ngãi. Đây, ghe đang nằm để nhậu nè các bạn. Mấy anh thợ đường ray đang kích ghe lên, đang làm công việc chuẩn bị cho ghe xuống nước nha. Mình có quay ghe xuống nước tới 2 clip rồi, mình không có quay ghe xuống nước nữa. Hôm nay mình sẽ làm chủ đề là ghe xuống và đề máy chạy thử nha các bạn. Đây ghe chỗ Phước Tỉnh mình nè, nhưng mà đóng ở Quảng Ngãi. Rồi đây bên trong ghe. Đây là cái nhà mui cho nhà tài công nha. Đây có chân mẹ cũng đang cúng nè. Ở đây đồng hồ nè các bạn, đồng hồ tua, đồng hồ nhớt và những đồng hồ những thông số của máy nha, tần số rồi đó. Đó là bàn, hoa lăng, tần số, những vật dụng đây là ghe nào cũng có. Còn ở đây là cái gì ta? Đây là đồ bên. Đây cái máy kéo phải không? Đây máy kéo. Rồi có cái ghế ngồi làm như giám đốc này, ai leo lên đây là giám đốc. Rồi cái giám đốc có mấy bạc ở đây đây nữa. Rồi, đã ghê, nhìn thấy dày muốn đi biển à, nhưng mà ra biển chắc khổ. Các bạn like ủng hộ, đăng ký ủng hộ mình mạnh mạnh đi các bạn, để mình có động lực đi biển qua cho các bạn xem nha các bạn. Thế ra biển hay lắm các bạn, có nhiều điều thú vị lắm. Đây dưới đây là cái mui nằm của anh em ghe. Đây là nhậu khoảng vô bờ khoảng cỡ gần cái chục ngày đó các bạn. Đây nó vắng vẻ vậy chứ có anh em đi biển thì vui lắm. Đây thùng rồi này. Đây là sao lái nè các bạn. Rồi đây dưới là máy này. Máy đây là máy của Minh 525, hộp số 5 tua. Cái này chưa đề máy cho nên mui nó hơi tối, các bạn coi thông cảm nha, chập nữa thì máy rồi có điện rồi mình sẽ quay cho các bạn xem. Ghe lưới thì xài máy này là quá chuẩn rồi, quá ngon rồi, chỉ xài chỉ cho máy to bự nữa, đâu có kéo gì đâu, chỉ chạy thôi. Ở đây nụ đây đa số là ghe Bà Rịa Vũng Tàu ấy các bạn, đó chữ BV đó, đây này BV là Bà Rịa Vũng Tàu. Còn Bình Thuận là BTH. Còn mía bên kia Bình Định đó các bạn, hai chiếc ủ bên kia Bình Định đó. Hai chiếc Bình Định đó. BD. Kiên Giang là KJ. Đây đây là sao lái, chắc nữa người ta sẽ kéo chạy mía bên kia nha. Hồi bữa mình có quay cho các bạn xem rồi đó. Đây. Ghe lưới không thể nào thiếu những cờ lưới nha các bạn. Rồi máy nổ rồi các bạn ơi, đang xuống này. Ôi, hay đó. Hồi đây làm như đi đợt patin nha.
các bạn thấy nước nó nhấp nhau với nhau không đó, đó. Kéo ghe chạy rồi nhấp 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 đó các bạn đó, đang đi lui đi lui. Đây rồi mọi người ơi, gần ùa xuống rồi đó. Chưa đi đâu sao đâu, mấy lơ mấy ấy rồi mà nó có nước xanh mà. Mấy của mình có nước xanh đâu có sợ mà bị nóng ấy đâu. Đang chuẩn bị để máy rồi các bạn. Chiều không có chiếc kia xuống rồi các bạn. Có cơ cảm giác mạnh. Rồi đề máy. À đang xả nước thừa cho nó lên máy cho khỏi bị ngộp nữa các bạn. Có chiếc kia Quảng Hải kìa, quy ngờ này, qua đây cũng quy ngờ nha các bạn. Đây là quang cảnh quanh cái ụ luôn mọi người à, mấy ụ luôn á, kia qua ụ Minh Tiến rồi, bây giờ đây tới ụ Lứa Bạn. Đây là mấy ghe da tôm nè các bạn. Rồi ghe thu mua qua kia. Ôm lái ra. Đây tại không bắt đất dĩ nhưng mà mới chạy cũng ok. Mấy ghe thu mua rồi các bạn ơi. Đó. Bình Thuận kia mọi người. Hồi bữa bạn kia kêu là mình quay ghe Bình Thuận nhưng chưa có cơ hội quay đó, Bình Thuận đó. Đó, mấy ghe đó là ghe thu mua hay là ghe lưới gì mình cũng không biết nữa. Chưa lên hỏi nữa. Đó, ghe Bình Thuận đó. Đây là ghe BB này, còn Bình Thuận đây nữa này. Bình Thuận đó. Chỗ đây ghe Bình Thuận nhiều. Còn ghe Giá Cạo của tỉnh kia đó. Đây là ụ Tân Bề nha đó, các bạn thấy ụ Tân Bề không? Rồi qua đây là điều phận đây ụ Ông Lạc. Chỗ đây nhiều ụ lắm các bạn. Còn mấy ụ này kia nữa. Quay nhiều quá, quay không biết chỗ nào quay luôn á.
Rồi ngoài đây có mấy chiếc ghe để ô chiếc ghe kia bị chìm rồi mọi người. Ghe nhỏ bị chìm mất rồi, sao bị chìm mất rồi, ghe lớn đang cặp vô đó. Ghe này sơn rồi, chuẩn bị xuống rồi. Ghe giá cào Phước Tỉnh á. Bữa mình sẽ làm riêng một clip về ghe giá cào truyền thống của Phước Tỉnh. Truyền thống của Phước Tỉnh là ghe những ghe như đó các bạn. À, những ghe như vậy này. Các bạn thấy chữ BV là Bà Rịa Vũng Tàu nha, còn B thừa là Bình Thuận, KG là Kiên Giang, còn BD là Bình Định. Ở trong đó là viết tắt của cái tỉnh đó các bạn. Ghe kia hồi bữa mình có quay cách trội đinh cho các bạn xem đó. Ghe trội đinh thay đinh mới á. À, đây là cảng đá của Công Thành. Rồi cặp vô đây luôn mọi người. Cặp vô cảng đá lấy đá này. À không, cặp ra tới dưới kia chứ không phải là trong này. À, ngoài đây nó có một bãi cồn nè các bạn, anh này đứng lớn các bạn. Bãi cồn này rất đẹp. Ghe hay ủi ra bãi cồn để làm bánh quạt, cạo hàu nữa các bạn. Đấy rồi. Đây càng nhỏ này còn càng lớn ở dưới kia. Đây mấy chiếc đò để chở cá. Chiếc đò để cá một cụ ghê. Xài máy cũng ghê gớm lắm á, mấy chiếc đò đã chạy khiếp lắm á, chạy lúc lái luôn á. Hấp vô ra ai máy ghe ra luôn hả? Rồi để cho nó cạ nhẹ vô rồi ủi tới. Nó cạ vô rồi bả tới à. Thấy quan kia. Ghê ghê Quan Ngãi rồi. Lấy qua đi. Đi lấy cái từ ơi. Tao đi, tao từ từ đi. Tao đi từ sao đâu. Bả tới. Giờ chắc mới vô bán cá. Cột dây lái nên là xong rồi, xong rồi, cặp được rồi.
đã quay cho các bạn xem ghe số phụ và chạy thử như thế nào nha các bạn. Và cảm ơn các bạn đã xem video của mình, và hãy nhấn nút đăng ký, nhấn cái chuông để có video mới để các bạn.